Rồi, shop đồ quanh 7 xin chào cả anh em. Hôm nay em lên kỳ là 683. Thì cái kỳ này em xả hàng cho anh em là xả mấy con máy này. Em còn có, đây em còn 17 số này nữa là hết nha. Hôm nay lên 17 số nha anh em. Máy không à, máy cặp có, máy lẻ có ha. Mấy máy nhỏ câu tôm, câu bè đồ á, câu cá vặt đồ. Cặp máy giá rất là rẻ luôn. Em xả hàng này cho hết, để em về hàng mới nha. Tầm khoảng cỡ là cỡ 2 ngày nữa là có hàng mới rồi. Cần nha anh em, cần máy, cần phụ kiện máy, nói chung là về rất là nhiều luôn. Em sẽ lên đều đặn nha, cho anh em nào mình muốn cần cái gì thì xin liên hệ với em. Rồi, đầu tiên em sẽ lên cho, thì anh em nào chốt hàng thì chốt qua số điện thoại này 0988546535. Số điện thoại này là có Zalo luôn nha anh em. Đó, anh em xem thì cho em, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nha, để có khi em lên clip anh em tìm được những hàng ưng ý anh em điện em ha. Chút nhanh chút sớm, anh em chút chảy, thường thường mấy cái cây là càng đẹp hay là máy đẹp được đó, anh em chút chảy là hết đó, ha. Rồi ok, lên hàng nha. Đây thì đầu tiên là mã số 1, em sẽ lên cho anh em hai con máy Daiwa, hai con Daiwa size nhỏ nè. Thì hai con này size tầm khoảng cỡ là một con size 2000, con này size cầm 2,5. Con này size, con này size cỡ 1,5 thôi, con này size 2000 nữa ha. Đây con này cỡ 1,5 thôi. Đây qua ST700B, con này 800, thì con này 1,5, con này size 2000. Đó, hai con. Một con là được sản xuất ở ở Nhật luôn nè. Một con được sản xuất ở Taiwan nha. Đó, hai con máy nhỏ này cho anh em câu tôm, câu bè, câu cá vặt. Máy quay rất là mượt nha anh em. Mượt và đầm, đổi tay trái phải hết trơn luôn á. Rồi đây, được đổi tay được trái phải luôn ha. Con này cũng vậy. Rồi, hai con này em để cho anh em giá là 300k ha. Cặp này 300k, mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 em có hai con giống nhau, một con máy size 2000 và một con máy size là 3000 nha. Con CX2B Ruby, con này còn tem đầy đủ luôn. Nè, cần máy còn khá là mới nha. Gạch cước ngon lành nha anh em. Nó có là carbon toàn thân là kim loại. Đây con này cũng vậy nha. Con này cái tem của nó bị sứt keo thôi, nữa em chấm lại cho anh em. Nè, máy còn khá là mới luôn á. Nè, máy dòng này hoạt động rất là mượt nha. Nè, rất là bền nữa chứ. Đây. Rồi cặp này em cũng để cho anh em giá là 300k, mã số 2 nha. Rồi tiếp theo mã số 3. Đây mã số 3, anh em nào mà chơi cặp Daiwa chung này nè, Daiwa chung sức nè. Hai con này phải nói là quay rất là mượt luôn ha. Thì tổng thể của nó có xuất sắc nha, máy hơi cũ nha. Anh em nhìn kỹ mình hãy chốt nha anh em, để anh em chốt đi rồi anh em nói máy cũ quá trả về là tội cho em ha. Rồi đây. Hai con này size của nó hình như là size 2000 hay 2,5 gì em không nhớ. Nó tại vì nó mắc cái tem ở đây rồi, hình như là 2000 nha anh em. Con là Swiftfire, Daiwa Swiftfire được sản xuất ở Trung nha, máy rất là mượt luôn nha. Nó anh em câu bè, câu tôm, câu cá vặt thì lấy mấy cái con này là quá là ngon rồi. Đây con này cũng là dòng Daiwa có kim loại luôn nè nha. Nè, gạt ngon lành. Con này nói chung là tổng thể thì nó xấu nha. Nè, có cước đầy đủ luôn, em bán cho anh em giá rẻ, cặp này giá 350 thôi. Hai con này mã số là mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì em để cho anh em hai con máy này size hơi to xíu. Con này size 3000 nè, hai cặp này size 3000 nha. Anh em nào chưa có máy size 3000 câu bè câu tôm thì mình lấy nha anh em. Đây, một con này được sản xuất ở Thái Lan nè. Nè, máy quay mượt nha. Ha, đổi tay trái phải được nha. Tiếp theo con này cũng vậy luôn nè, con này quay cũng khá là mượt luôn nè, tay quay còn mới cáo. Rồi con lăn cước bằng sứ luôn. Con hai cờ cặp này em để cho anh em giá nhiêu, cặp này hai con máy size 3000 em để cho anh em giá là 350, mã số 4 nha. Tiếp theo mã số 5. Đây, số 5 là máy lẻ. Số 5 là máy lẻ. Đây con này con Daiwa khá đẹp luôn, cái đúng gỗ rất là nhà, rất là dễ thương. Nó tay quay kim loại nha, thân carbon cối là kim loại luôn. Đây máy quay ok nha. Nè, anh em muốn tắt tiếng e này cũng được luôn nha. Nó anh em muốn tắt thì nói em tắt thôi. Đó, rồi ok nha. Máy này tắt được nha anh em. Nè, chống đau ngược ngon lành, đổi tay trái phải, gạt cước ok. Con này được sản xuất ở Thái Lan nha anh em. Size của nó tầm khoảng cỡ 1,5 thôi. Nè, con này size cỡ 1,5, GX600M. Rồi con này để cho anh em giá là 200 nha. Tiếp theo, con này mà. Tiếp theo là một con Diamond, con này hàng cũng khá là hiếm á. Con này ha, chơi rất là tốt luôn, rất là tốt và rất là bền. Đây con Diamond nè, tay quay kim loại cũng là núm gỗ luôn, máy quay nhẹ te nha. Nè, máy quay rất là nhẹ luôn, đổi tay trái phải được nha. Con lăn cước bằng sứ luôn. Rồi
con này size của nó tầm khoảng cỡ cũng cỡ là 1.500 quá, con này cũng cỡ 1.500-2.000 nha anh em, size này cỡ 1.500-2.000 rồi. Con này mã số là mà hàng da ben luôn, con này mã số 6 nha, mã số 6 này em để cho anh em giá là 230.000 nha. Thì phí ship em chưa nói nha, phí ship là 20.000 một đơn nha anh em. Anh em nào chốt hai đơn trở lên em sẽ miễn phí ship, anh em nào chuyển khoản em miễn phí ship nó. Rồi con này 230.000 cho anh em chơi nha, máy khá là bờ cứng cáp luôn, con diamond hàng da ben. Tiếp theo là một con đuôi chuột đây. Con đuôi chuột quanh tung nè, dòng quanh quanh tung, đúng rồi, dòng quanh tung này xài rất là tốt nha. Đây con đuôi chuột cối là cối kim loại nha anh em. Con này size tầm khoảng cỡ 2.000 nha. Máy quay ok ngon lành ha, được sản xuất ở Bangladesh Ấn Độ á. Máy quay nhẹ te, đổi tay che phải mô binh sống nè. Đù, cái này quá đã luôn, cái này kiến giác nè, kiến giác thì ngon quá đó, ngon luôn. Rồi con này mã số là mã số 2467, con này mã số 7 nha. Mã số 7 này để cho anh em giá nhiêu, số 7 này cũng là 200.000 luôn nha anh em. Và cước ngon lành ha. Đó, rồi tiếp theo mã số 8. Đây mã số 8 em có con Siobi Ruby size nốt hàng xe nhỏ nè. Size nốt này size cỡ 1.000-1.500. Con này chắc size 1.500 nha. Size nốt nè. Cước ngon lành, gạt ngon lành ha. Máy quay nhẹ mượt nha. Đây nhẹ mượt. Đó. Size nốt, hàng size nốt này được sự sản xuất ở Nhật nha. Rồi, con này thì cái cối của nó hơi bị chốc nè, cối nó phai màu hết trơn rồi, nó phai chữ thôi. Đó. Đây, dòng size nốt thì chơi khá là tốt nha. Rồi con size nốt này để cho anh em nhiêu, giá 200.000 nha anh em. Mã số là mã số số 8 nha. Mã số 8 này để 200.000 thôi. Tiếp theo mã số 9 đây, hàng này anh em sưu tầm đi. Đây, lòng bàn tay luôn nè, câu cá nhỏ, câu cá vặt. Con này có cái lỗi là cái tay quay của nó là nó chết luôn nha, nó không có gặp được nha anh em. Nhớ nha, con này tay quay chết luôn rồi, không có gặp được. Nó chung là nó dán keo cứng luôn rồi, không có gặp được. Máy quay rất là mượt luôn. Bên đây thì mắc cái nắp của chụp con ốc này. Đó. Cái dòng xe nhỏ này kiếm cũng khó lắm á. XT 600m nha. Spotlight. Dòng này thì khá là nhiều anh em thích đây. Câu cá vặt, câu tôm, câu bè đủ thì mình lấy nha. Hoặc là câu mấy cái càng nhỏ, càng Ikeda luôn đó ha. Rồi, thì con này em để cho anh em nhiêu? Con này để cho anh em giá là 250 nha. Dòng này 250 nha anh em. Mã số là mã số 9. Nó con này size tầm khoảng có 1.000 thôi nha. Con này size tầm 1.000 thôi. 1.000 cỡ 800 thôi, không tới 1.000 đâu. Con này size tới 800 nha. Nhỏ xíu. Lòng bàn tay em này ha. Đó. Rồi, con này mã số 9 nha, 250. Tiếp theo mã số 10. Tiếp theo là mã số 10 ha. Đây, mã số 10 em có con Navi 2000R nha. Rồi con này thì đây anh em nào chút nhanh thì còn con này nha. Con này chạy 3 bạc đạn luôn anh em, dòng đuôi chuột nha, cối là kim loại. Navi, đây, đuôi chuột. Nè, cước ngon lành nha. Tay quay kim loại núm gỗ. Dòng này là cái chục đẩy lên xuống là chục sóng đôi nha anh em. Kiểu chục cây khế á. Nó rất là mạnh luôn. Nè, máy quay nhẹ te luôn. Được, con Navi này của Shimano được sản xuất ở Malaysia. Đó, con này em để cho anh em giá 300 nha. Con này mã số 10 nha anh em. Size 2.000 nha. Rồi. Còn khá là sáng nha. Có xuất sắc nhưng mà còn khá sáng và một mới luôn. Này cái thằng này mới lắm nè. Chỉ có trước cái chỗ với cái cối nha, chiếc tay này thôi. Rồi con số 10 này để cho anh em giá là 300. Tiếp theo mã số 11. Đây con 11 này có một anh khách chốt rồi mà em mắc cái số điện thoại của anh rồi nè. Nha. Nên em sẽ bán lên bán lại nha. Con này holder spin 3.000, hàng má là phải hàng Nhật nha. Con này hàng da ben luôn. Holder spin này có 3 nước sản xuất: Singapore, Mã Lai và Nhật nha. Con này hàng Nhật. Này còn khá là sáng luôn nè. Con này size 3.000 anh em. Tay quay của nó là tay quay kim loại nha. Máy quay mượt mà, đổi tay trái phải. Đó, quá là mượt luôn. Thì con này em bán giá như là giá cũ nha. Thì con này em để cho anh em giá là 380.000 nha. Nó 380.000 con holder spin. Nè. Bữa em bán cho 400 đâu, bữa nay em để cho anh em giá là 380.000 thôi. Đó, con này hàng da ben nè, HD hàng da ben của Shimano, dòng này câu rất là đã nha. Rồi con này mã số là mã số 12, 300
80.000. Tiếp theo mã số 13. Đây, 13 em có một con Daiwa Giganos nè, 2500T, con này size thật là 3000, cú số 3 vô là 150. Đó. Đây. Mã nhẹ te luôn. Con này em bán tới 370, nay em giảm. Con này cũng có khách chốt rồi nè, nhưng chừa lại mà lâu quá không cho đi chỉ, em cho đi luôn nè. Con này 300k cho anh em luôn ha. Con Giganos nè. Máy quay rất là nhẹ luôn, hàng da ben nha, máy intra ben. Nó quay nhẹ te luôn. Anh em thấy không? Hôm nay em xả hàng giá rất là tốt nha anh em. Rồi, mã số là mã số 13, em để cho anh em giá 300. Tiếp theo mã số 14. Đây 14 em có một con Shimano size 5000 nè, một con New Dust Shimano hàng kim loại nha, có là carbon, quay nhẹ te, đổi tay trái phải luôn. Đó, con này em để giá rẻ cho anh em chơi nha, 250 thôi. Mã số 14 nha, 250.000. Con này size 5000. Tiếp theo mã số 15. Ủa phải không? 13 2 4 6 8 9 10 11 12. À, con này mã số 13 chứ. Con Shimano là 13 nha. Con này là mã số 12 nha. Đó, để em rồi đến hồi em lộn số. Rồi con mã số 14 là con này nè. Con này mới là mã số 14 nè ha. Con này cũng là con Shimano luôn, con Shimano GS-2. Đây GS-2, con này size 6000 nha. Tổng thể thì còn khá là sáng, coi tại vì dầu nó ra thì nó hơi ố thôi. Nha. Đó. Khá là sáng nha. Đây máy quay ngon lành nha anh em, bởi vì rất là mượt luôn nè. Nó không vô lắc nữa. Rồi con này size 6000 cho anh em đánh đánh lăn xê, đánh ngâm được chơi. Ha, để cho anh em giá con này nhiêu? 250 luôn. Con này cũng là 250 luôn, mã số là mã số 14 nha. Con này 14. Con này mới 13 nha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 15. Đây 15 em có một con Daiwa Bus nha. Bus 1000. Bus 1000 này size thật tầm khoảng cỡ là, con này size cỡ 4000 nha. Con này size 4000 anh em ơi. Đây. Nè, máy quay nhẹ te luôn. Con này để cho anh em giá là 200k nha. Size 4000 Daiwa hàng Japan luôn. Tiếp theo mã số 15, mã số 16 nè. 16 thì em có một con carbon Daiwa Long Cat nha. Con này hàng China nè, China sức nha. Cú số 6 vô 100m, con này size thật là 5000 nha anh em. Nè, máy quay ok ngon lành nha. Đây. Dây thì còn ok luôn. Rồi con này 16 cuối cùng em để cho anh em giá là nhiêu? Con này 250 nha anh em. Đó. Rồi, chào anh em nha.